Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em lại tiếp tục đi quay cho cô chú anh chị mình xem một lô đất có tổng diện tích là 1 hecta. Mình ôm đâu đó khoảng tầm 50 mét mặt tiền đường bê tông. Nhà xây điện nước đầy đủ hết nha. Đất của mình là ở đây cô chú anh chị, tiêu của mình là ở đây nha. Tiêu xen với là bơ nha cô chú anh chị. Đấy, tiêu xen với bơ. Đó, mảnh đất của mình thuộc về xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Đất của mình là đất bằng và thoái nhẹ. Mình có ao hồ giếng khoan, nhà cửa đầy đủ hết nha. Tất cả tiện nghi đầy đủ hết, đất nằm trong khu dân cư. Bây giờ cô chú anh chị mình theo chân em để mình tiếp tục tham quan lô vườn này nha. Lô vườn này là bơ chen vậy là tiêu nha cô chú anh chị. Ao hồ nhà cửa đầy đủ hết nha. Từ mảnh đất của mình mà ra trung tâm xã Quảng Sơn thì nó mất đâu đó khoảng tầm 12 cây. Còn mà về hướng Gia Nghĩa thì nó mất khoảng tầm khoảng cỡ là 45 cây, 40 cây, còn về hướng Sài Gòn là 270 cây, về hướng Lâm Đồng khoảng tầm gần 100 cây số. Cô chú anh chị mình tiếp tục theo chân em nhé để tham quan lô vườn này nhé. Mình có là ao hồ nhà cửa, điện nước đầy đủ hết, đất nằm trong khu dân cư. Bây giờ em sẽ quay cho cô chú anh chị vào xem tham quan lô vườn này nhé. Ở đây mình có nhà, nó có chú anh chị này, nhà xây này. Đó, nhà xây. Nhà này mấy phòng anh? 3 phòng à? Đó. Em vào em xem được không? Một phòng khách, 2 phòng ngủ, mấy phòng bếp nhá. Nhà cửa sáng choang luôn, cực kỳ đẹp luôn. Anh chào chị, đấy. Ở đây này. Nhà cửa đầy đủ hết nha. Mình có mặt tiền đường bê tông này cô chú anh chị, có tầm mấy chục mét cái mặt tiền đường bê tông này này. Đấy. Cái lô vườn của mình là nằm ở đây. Đó, dân cư điện nước đầy đủ hết nha.